Xin chào tất cả mọi người. Công ty Dược liệu Hòa Bình chúc mọi người có một ngày làm việc thành công và có thật nhiều sức khỏe. Thì ở trong video hôm nay mình xin quay cho mọi người một cái cây, đó chính là cái cây khôi nhung tía. Đấy, thì trước mặt mọi người đây chính là cái cây khôi nhung tía này. Đấy, thì cái cây khôi nhung tía này được mệnh danh là một trong những loại dược liệu quý ở nước ta. Đấy. Và có rất là nhiều những công dụng, tác dụng tốt đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mắc các bệnh về dạ dày, như là đau dạ dày, viêm loét dạ dày, ợ hơi, ợ chua. Đấy. Các bệnh về đại tràng thì dùng rất là tốt. Thì cái đặc điểm cây khôi nhung tía này, nó là dạng cây thân gỗ mềm nhé mọi người. Đấy. Đây là cây thân gỗ mềm và lá của cây khôi nhung tía này rất là to. Mọi người có thể quan sát đây, lá nó rất là to này, lá nó chiều dài, hiện tại cái cây này chiều dài của nó là phải tầm cái lá phải dài tầm 40 đến 50 cm, và đường kính của lá phải gần 20 cm. Lá của nó rất là to. Đấy, mình quay cho mọi người xem này, lá của nó rất là to, và đặc điểm của lá là ở bề mặt lá có những gân so le với nhau. Đấy, những gân so le với nhau này mọi người này. Đấy, gân so le nhau nhé, so le. Và có những cái gân chìm, bên trên thì là gân chìm, còn bề mặt bên dưới thì là gân nổi. Đấy, gân nổi. Và ở cái mép lá, ở mép của cái lá cây hung tía này thì có răng cưa nhé. Mép lá có rất là nhiều răng cưa này. Đấy, mép lá rất là nhiều răng cưa các bạn ạ. Có thể mình quay ở đây các bạn không nhìn rõ, nhưng mà bên ngoài thực tế thì các bạn sẽ thấy được là rất là nhiều răng cưa. Đấy. Và đặc biệt cái cây khôi nhung tía này là cái ngọn của cái cây khôi nhung tía này thì sẽ có màu tím nhạt. Đấy, mọi người quan sát cái ngọn của nó sẽ có màu tím nhạt, và bề mặt dưới của lá cũng là một màu tím nhạt. Chính vì vậy mà người ta gọi cây này là cây khôi nhung tía. Tía tức là tím. Đấy, đây là cái đặc điểm tía tức là tím. Đấy. Thì cái thân gỗ mềm này, lá của nó phát triển rất là tốt, cây phát triển rất là tốt. Đấy. Và cái lá non cũng như là cái đường gân lá ở đây thì nó sẽ có là màu tím này. Đấy, đấy là những cái đặc điểm mà nhận biết cái cây khôi nhung tía. Đấy. Thì về cái công dụng của cây khôi nhung tía này, thì cây khôi nhung tía có những cái công dụng, tác dụng đó chính là hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày này, như là viêm dạ dày, đau dạ dày, ợ hơi, ợ chua, đấy, viêm đại tràng, đi ngoài phân lỏng. Đấy. Là cái cây khôi nhung tía này dùng rất là tốt, là một trong những cái thảo dược, là một vị thuốc ở trong đông y. Đấy, sử dụng rất là tốt và được nhiều người sử dụng, và sử dụng thì sẽ có hiệu quả nhất định. Đây là những cái công dụng, tác dụng mà cái cây khôi nhung tía này mang lại. Đấy. Nên mọi người quan sát kỹ hơn một lần nữa, cái lá của cây khôi nhung tía này rất là to nhé, lá rất là to, và mép lá thì nó có răng cưa, mép lá có răng cưa. Thì trong video hôm nay thì mình đã giới thiệu tới mọi người những cái đặc điểm hình ảnh, cách nhận biết cái cây khôi nhung tía, cũng như tác dụng, công dụng của cây khôi nhung tía. Và ở trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu thêm những cái cách dùng, rồi là những bài thuốc kết hợp từ cây khôi nhung tía. Mọi người theo dõi kênh của mình để xem tiếp những video mà mình ra ở những lần sau nhé mọi người. Thay mặt công ty Dược liệu Hòa Bình, mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh YouTube của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.